Xem tử vi năm 2022 cho tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, nam mạng. Năm Nhâm Dần 2022 đối với tuổi Quý Dậu nam mạng, mọi việc chuyển biến theo nhiều chiều, tốt xấu bất phân. Chính vì thế làm việc gì trong năm đều nên cẩn thận, không nên hấp tấp hay vội vàng, sẽ không những không đạt được việc mà còn dẫn tới hỏng việc. Đây cũng là năm mà người nam mạng tuổi này không nên xuất tiền cho việc đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, chú ý về sức khỏe hết sức cẩn thận. Trong năm, gặp hạn về tỳ vết mổ xẻ. Xem tử vi tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, nam mạng, trong năm Nhâm Dần 2022, chi tiết. Quý Dậu sinh từ ngày 23 tháng 1 năm 1993 đến ngày 9 tháng 2 năm 1994. Quý Dậu năm nay 30 tuổi, mệnh kim, cung đoài, cầm tinh, lâu túc kê. Sao hạn, sao thủy diệu, hạn ngũ mậu. Tổng quan, đặc điểm chung của tuổi Quý Dậu. Quý Dậu là người năng động, người sinh năm Quý Dậu nam mạng thông minh, thích sự biến động và khả năng thích nghi rất tốt. Đa phần người tuổi này có tham vọng lớn, tuy nhiên lại thành thật nên phù hợp với công việc như thám tử, quân đội, luật sư hay thám hiểm. Vận mệnh tuổi Quý Dậu năm 2022 nam mạng phải trải qua không ít những thăng trầm, nhưng rất nhiều người thành công từ còn trẻ. Người tuổi này nam mạng hợp với việc lập gia đình muộn sẽ giúp cho sự nghiệp được vững vàng hơn. Khái quát tổng quan tử vi tuổi Quý Dậu nam mạng trong năm Nhâm Dần. Năm 2022 này được dự đoán trong năm mọi việc tốt xấu bất phân, làm chuyện gì cũng phải lưu ý cẩn thận, không nên hấp tấp mà phải cẩn thận, không để hỏng việc. Ngoài ra trong năm nay tuy có sự thay đổi công ăn việc làm nhưng không mang lại nhiều điều tốt lành. Đặc biệt trong năm không nên xuất tiền ra để làm ăn, chú ý sức khỏe cẩn thận, nhất là tỳ vết mổ xẻ hay dao kéo cẩn thận. Xem tử vi tuổi Quý Dậu nam mạng trong năm 2022 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện tài lộc. Đối với phương diện tiền bạc tài chính trong năm Nhâm Dần 2022 của người nam mạng sinh năm 1993 không được thuận lợi như mong muốn. Năm này phải chi tiêu nhiều khoản cho cuộc sống, cũng có thể là khoản chi cho công việc kinh doanh làm ăn. Đây là một năm không có lợi cho việc xuất tiền để đầu tư làm ăn, nên người nam mạng tuổi Quý Dậu nên cần hạn chế. 2. Luận về phương diện sức khỏe. Phương diện về sức khỏe của nam mạng tuổi Quý Dậu nên hết sức chú ý vì không được tốt. Đây là năm dễ bị bệnh tật hay đau yếu. Nếu bệnh tật thì tình trạng có thể tương đối phức tạp và điều trị không thể nhanh chóng khỏi được mà tốn thời gian lâu dài. Ngoài ra chú ý trong năm có hạn về mổ xẻ hoặc sông nước hay hạn về dao kéo. Luận 3. Luận về phương diện sự nghiệp. Công việc trong năm 2022 của nam mạng Quý Dậu cũng không có nhiều chuyển biến tốt lành. Những khó khăn nảy sinh ảnh hưởng không nhỏ tới sự cố gắng và thành quả kỳ vọng. Trong năm này không nên thay đổi về công việc làm ăn. Mọi sự thay đổi không đem lại kết quả như ý muốn, thậm chí còn thua lỗ hoặc thất bại. 4. Luận về phương diện ngoại giao đối với tuổi Quý Dậu nam mạng. Đối với nam mạng sinh năm 1993 đã kết hôn, thì đây là một năm khá tốt cho tình cảm của gia đình. Bên cạnh đó còn đón tin vui đưa tới trong việc đón thêm thành viên mới trong nhà. Còn đối với người chưa kết hôn thì năm nay lại không được tốt cho chuyện tình cảm đôi lứa, thậm chí còn có những thay đổi về tình cảm yêu đương. 5. Luận về phương diện xuất hành.
Về phương diện xuất hành trong năm 2022 của Nam Mạng Quý Dậu gặp nhiều bất lợi. Nếu ra ngoài trong năm này liên kết công việc ngoại giao dễ gặp phải những chuyện buồn phiền. Xem vận hạn tuổi Quý Dậu Nam Mạng trong năm 2022 về thiên can địa chi. Thiên can của tuổi Quý Dậu, Quý Thủy gặp năm 2022 là Nhâm Thủy, Bình Hòa. Công việc làm ăn trong năm được ổn định và duy trì bình thường, chi tiêu cho gia đình nhiều tiền bạc. Luận về địa chi Dậu gặp năm Dần là Bình Hòa. Trong năm dự đoán không thay đổi cho công việc, có tiêu pha về tiền bạc nhiều. Luận về tử trụ có thiên hư địa lợi. Tuy vẫn về bản mệnh nhưng năm 2022 không hợp thời nên việc đầu tư trong năm khó khăn. Chú ý về tiền bạc, công việc đều tự thân cố gắng mà không cậy nhờ được sự giúp đỡ của người khác. Luận về ngũ hành. Ngũ hành bản mệnh mạng kim của người Nam Mạng tuổi này gặp năm kim là tương trợ tốt, một năm được quý nhân giúp đỡ cho kinh doanh, công việc ít thay đổi. Luận về ngũ hành cung phi. Nam Mạng sinh năm 1993, cung phi đòi kim gặp năm 2022 khôn thổ tương trợ tốt. Một năm trụ về có tài có lộc, công việc thuận lợi hanh thông và được giúp đỡ. Xem tử vi tuổi Quý Dậu Nam Mạng trong năm 2022 về mặt sao chiếu mệnh, sao thủy diệu tức thủy tinh trung bình. Thủy diệu rai rứt muộn phiền, gia đình tan tác rối ren không ngừng. Tháng 4, tháng 8 coi chừng, họ hàng nội ngoại lệ rừng chia lè. Giải nghĩa. Theo tử vi Nam Mạng Quý Dậu, trong năm 2022 gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, có tài lộc cũng như có chuyện vui đưa tới trong gia đạo. Sao thủy diệu là sao rất tốt cho người Nam Mạng tuổi Quý Dậu mệnh kim, tuy nhiên có thể bị khẩu thiệt hoặc thị phi đưa tới các tháng xấu là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn tuổi Quý Dậu Nam Mạng trong năm 2022 hạn theo năm, hạn ngũ mộ tức tiểu hạn. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành, khuyên ai khẩn nguyện hết lòng, đầu năm cũng bái thoát vòng tai ương. Giải nghĩa. Chủ về năm Nhâm Dần sẽ hao tiền bạc và có sự cổ bất ngờ. Tuy nhiên năm nay Nam Mạng Quý Dậu không nên cho người khác ngủ nhờ, buôn đồ lậu và mua đồ cần có hóa đơn nếu gặp hạn ngũ mộ. Hạn theo tuổi trong năm 2022 đối với tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, hạn kim lâu và hoàng ốc. Người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 Nam Mạng gặp hạn về kim lâu, nếu làm nhà trong năm 2022 thì vợ chồng hoặc mối quan hệ gia đạo trụ về bất hòa, công việc của các thành viên cũng có những khó khăn. Nếu làm nhà mà liên quan tới lĩnh vực xây dựng thì nên chú ý tai nạn khó khăn xảy tới cho sự nghiệp và mua xe cộ không được tốt. Ngoài ra, người tuổi này cũng chú ý về hạn hoàng ốc tam địa sát, là hạn làm nhà thì gặp nhiều điều xấu dẫn tới bệnh tật, đau ốm, tiền bạc thất thoát. Vận niên năm 2022 của tuổi Quý Dậu Nam Mạng. Vận niên thọ lộng nguyệt tức thọ dẫn trăng tốt. Vận niên này thể hiện sự nhàn rỗi, có được người khác gánh vác cho công việc. Tuy nhiên đối với người đang xây dựng sự nghiệp thì lại là bất lợi. Dù ở hoàn cảnh như thế nào thì gặp vận niên này nên tạm thời duy trì như công việc như cũ thì sẽ tốt hơn. Lá số tử vi đối với tuổi Quý Dậu Nam Mạng trong năm 2022 như sau. Tài cung tiểu vận có các sao: Lộc Tồn Bác Sĩ Phúc Đức Kiếp Sát Lưu Hòa Tuyệt. Đây là bộ sao trong năm chủ về sức khỏe không được tốt, những thay đổi tích cực, những mong muốn, đặc biệt khi đi lại miền sông nước dễ gặp những điều không may mắn.
Tại cung xung chiếu có các sao Thiếu Âm, Thiên Việt, Cô Thần, Phi Liêm, Tuần, Lâm Quan. Khi ra ngoài được quý nhân giúp đỡ cả trong công việc lẫn tài chánh. Tại cung nhị hợp có các sao Văn Tinh, Thái Tuế, Tiểu Hao, Triệt, Tràng Sinh. Bộ sao này trổ về trong năm tương đối tốt. Luôn được bạn bè và người thân giúp đỡ nên khó khăn không đáng ngại. Sức khỏe là của các thành viên trong nhà cần chú ý. Tại cung tam hợp có các sao Thiên Khôi, Thiếu Dương, Đào Hoa, Thiên Không, Tướng Quân, Mộc Dục, Triệt, Quốc Ấn, Nguyệt Đức, Thiên Hỷ, Tử Phủ, Suy. Bộ sao này trổ về trong năm với sự giúp đỡ hỗ trợ của quý nhân chính là người thân. Tuy nhiên nếu có dự định thay đổi hay hùng hạp đầu tư kinh doanh thì không nên thực hiện. Kết luận: qua việc luận giải chi tiết lá số tử vi của tuổi Nam Mạng Quý Dậu cho thấy năm nay là một năm tương đối tốt cho các công việc của người tuổi này. Làm việc gì cũng được quý nhân hỗ trợ, trong gia đạo tinh vui và lộc tiền bạc đưa tới. Người tuổi này cũng nên cân nhắc đầu tư tiền bạc cho công việc làm ăn. Xem tử vi tuổi Quý Dậu Nam Mạng trong năm 2022 qua các tháng. Tháng 1 âm lịch, đón xuân cùng thành viên gia đình Nam Mạng Quý Dậu nên cẩn thận về sức khỏe, trổ về giao kéo, gây ra những tổn thương cho người Nam Mạng tuổi này. Tháng 2 âm lịch, đây là tháng có công việc kinh doanh buôn bán phải đối mặt với bất lợi cũng như khó khăn. Theo đó nên chú ý những thay đổi của công việc trong tháng này. Tháng 3 âm lịch, trong tháng này tử vi tuổi Quý Dậu năm 2022 Nam Mạng không có gì đáng lo lắng hay suy nghĩ. Tuy nhiên về phương diện tình cảm thì lại không được tốt. Tháng 4 âm lịch, tháng này trong làm ăn kinh doanh dễ có những chuyển biến thay đổi. Tuy nhiên thay đổi tốt hay theo hướng xấu thì còn tùy thuộc vào vận thời, chú ý cẩn thận về lời ăn tiếng nói. Tháng 5 âm lịch, trong tháng này tuổi Quý Dậu Nam Mạng được sự giúp đỡ của quý nhân cho các công việc nên có thể an tâm triển khai dự định. Tuy nhiên đây không phải là thời điểm thích hợp cho đầu tư làm ăn. Tháng 6 âm lịch, về sức khỏe của Nam Mạng tuổi Quý Dậu cần hết sức lưu tâm trong tháng này. Bên cạnh đó, gia đạo hoặc anh em họ hàng bạn bè chú ý về chuyện buồn phiền đưa tới. Tháng 7 âm lịch, được phù trợ của âm dương nên được đánh giá tương đối các lợi cho người sinh năm 1993 Nam Mạng. Theo đó, công việc đều có thể gặp được những may mắn. Tháng 8 âm lịch, về công việc làm ăn trong tháng 8 âm lịch này đối với Nam Mạng Quý Dậu khá tốt. Chú ý, đây là tháng Nam Mạng tuổi này có thể vướng phải vấn đề không tốt liên quan tới cửa quan. Tháng 9, luận giải tử vi Nam Mạng Quý Dậu trong nhà có tin vui đưa tới trong tháng 9 âm lịch này. Rất nhiều khả năng tin vui đó là chuyện cửa sinh hỷ tính hoặc chuyện thêm con thêm cháu trong gia đình. Tháng 10 âm lịch, chú ý về những thay đổi cho công việc hoặc nơi ăn trốn ở trong tháng này. Ngoài ra nên cẩn trọng trong những khoản chi tiêu của gia đình trong tháng có thể hao tản nhiều. Tháng 11, công việc làm ăn của Nam Mạng Quý Dậu không được tốt. Ngoài ra cần lưu ý dễ bị người khác tìm cách quấy phá, ngăn trở, ảnh hưởng tới thành quả của công việc. Tháng 12 âm lịch, công việc kinh doanh trong tháng cuối năm diễn ra ở mức bình thường. Không chỉ thế, sức khỏe cũng dễ bị bệnh tật hay đau ốm. Nên có chú ý về những chuyển biến bất lợi về sức khỏe trong tháng này. Kết luận: qua luận giải tử vi tuổi Quý Dậu Nam Mạng năm 2022 qua các tháng, thì trong năm nay cần chú ý tháng tốt là tháng 4 và tháng 9 âm lịch, còn các tháng xấu là tháng 2 và tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tuổi Quý Dậu năm 2022 Nam Mạng theo tháng sinh vào mùa xuân tháng 1.
Những người tuổi Quý Dậu nam mạng sanh vào tháng này có sự chuyển biến công việc trong năm 2022. Tiêu pha các khoản tiền bạc cho làm ăn hay gia đình trong năm này. Sinh vào tháng 2 âm lịch. Nam mạng tuổi Quý Dậu có những thay đổi công việc và tiêu hao tiền bạc trong năm nay. Chú ý về sức khỏe ra ngoài có thể không tốt, ảnh hưởng tới việc làm ăn. Tháng 3. Sức khỏe chú ý nếu ra ngoài sẽ không được tốt, dễ có những thay đổi công việc làm ăn kinh doanh. Vào mùa hạ tháng 4, sanh vào tháng này, người tuổi Quý Dậu nam mạng chủ về hao tán nhiều tiền bạc trong năm 2022. Cẩn thận trong gia đạo có chuyện không tốt đưa tới hoặc chuyện buồn phiền. Tháng 5. Nam mạng Quý Dậu sanh vào tháng 5 âm lịch cho thấy tiền bạc trong năm nay tiêu pha nhiều khoản, nhất là trong đầu tư làm ăn. Tuy nhiên năm nay gia đạo gặp chuyện bất lợi và dễ đưa tới chuyện buồn. Tháng 6. Trong năm về công việc làm ăn của người sanh vào tháng 6 âm lịch tuổi Quý Dậu đầu tư nhiều tiền bạc, trong gia đình tình cảm có thể bất lợi đưa tới. Vào mùa thu tháng 7. Đối với những người sanh vào tháng này, nam mạng tuổi Quý Dậu có những thay đổi về sức khỏe trong năm 2022. Cơ bản sức khỏe không được tốt, vợ chồng tình cảm không tốt. Tháng 8. Đối với Quý Anh, sanh vào tháng 8 âm lịch, sức khỏe không được tốt và hao tán nhiều tiền bạc trong năm 2022. Trong nhà tình cảm vợ chồng không thuận hòa, có cơ hội mở rộng thêm công việc, tuy nhiên không đem lại kết quả như ý muốn. Tháng 9, năm 2022, Quý Anh tuổi Quý Dậu sanh vào tháng 9 âm lịch năm 1993, hao tán nhiều tiền bạc, cẩn trọng về sức khỏe, công việc có thể mở mang nhưng khó đạt được thành tựu. Vào mùa đông tháng 10, có tin vui đưa tới trong gia đạo đối với tuổi Quý Dậu sanh vào tháng này. Tuy nhiên trong năm 2022 có thể gặp phải hẹn về sông nước hoặc mẫu xẻ. Tháng 11. Nam mạng Quý Dậu sanh vào tháng này có tin vui đưa tới về việc làm ăn hoặc gia đạo, tuy nhiên về sức khỏe lại không được tốt, chủ về hẹn mẫu xẻ hoặc gặp hạn sông nước. Tháng 12. Nếu có tháng sinh vào tháng cuối năm 1993, người nam mạng tuổi này cần chú ý trong năm 2022, sức khỏe có thể gặp hạn, tuy nhiên gia đạo đón được tin vui đưa tới. Tổng kết. Với những chuyển biến không thuận lợi trong năm 2022 được phân tích ở trên, thì Quý Anh tuổi Quý Dậu nam mạng nên cân nhắc trong việc đầu tư kinh doanh. Đặc biệt trong năm 2022, tuổi Quý Dậu nam mạng nên kết hợp với các tuổi hợp để có một năm 2022 thuận lợi trong công việc, đó là các tuổi sinh năm 1986 và tuổi sinh năm 1991.